cái này là có sen hồng hay là sen trắng hả? Đúng rồi. Ở đây có mặt tại chùa Nam Hải, tỉnh Bạc Liêu. Đây, đi với hình. Trời ơi, xa xa có một thằng nhỏ. Không có đạp qua nước. Đi qua bên kia. Có nghe cô ba nói không?